Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Phía Dân Chủ ở Thượng Viện chất vấn những CEO về dược phẩm và giá thuốc. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ đã chất vấn ba tổng giám đốc của công ty dược phẩm hàng đầu về chi phí thuốc theo toa tính với giá quá cao hơn cả quốc gia láng giềng là Canada và Nhật Bản, nhưng rốt cuộc cũng không nhận được bất kỳ cam kết nào từ các nhà quản trị về việc giảm đi giá thuốc. Các ông như là Chris Bonner, Robert Davis và Joaquim Datuato là CEO của các công ty Bristol, Myers, Squibbs, Merck và Johnson Johnson đã cùng trình diện ở trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu. Trong phiên điều trần, dưới sự chủ trì của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Chủ tịch Ủy ban bà của HELP, tức là của Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu, bà ba, ba CEO đã từ chối cam kết giảm giá ở nước Mỹ để phù hợp với mức giá mà họ tính ở các quốc gia láng giềng như là Canada. Các CEO thừa nhận là vẫn kiếm được lợi nhuận từ những quốc gia nơi mà họ tính giá sản phẩm thấp hơn nhiều so với ở Mỹ. Phiên điều trần diễn ra khi mà chính quyền của Tổng thống Biden mở chương trình đàm phán với giá thuốc đầu tiên cho chương trình sức khỏe Medicare của chính phủ dành cho những người từ 65 tuổi trở lên theo đạo luật giảm lạm phát. Các CEO đổ lỗi cho các công ty phân phối thuốc, giữ vai trò trung gian thương lượng với việc thanh toán giá thuốc theo toa với các nhà sản xuất thuốc thay mặt cho chủ lao động và khách hàng bảo hiểm y tế của họ. Thượng nghị sĩ Sanders phê phán ba công ty này đã kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận và chi phần lớn trong số đó cho việc mua lại cổ phiếu và chia cổ tức, nhiều hơn số tiền mà họ chi ra cho nghiên cứu và phát triển. Ông Donald Trump chiến thắng vòng sơ bộ ở tiểu bang Nevada. Ông Donald Trump đã giành được chiến thắng trong cuộc họp kiến để chọn ra ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Nevada khi ông là ứng cử viên lớn duy nhất tham gia. Giới truyền thông trước đó cũng đã dự báo, cựu tổng thống Donald Trump dễ dàng giành được chiến thắng trong cuộc họp kiến của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Nevada với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối. hãng thông tấn AP cho biết như sau, gần như tất cả các phiếu bầu trong các cuộc họp kiến đều dành cho ông Donald Trump chiếm tới 98% chỉ một số ít cử tri bầu cho ứng viên Ryan Blinken là đối thủ duy nhất của ông Trump trong cuộc họp kín này. Chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump vốn được dự đoán từ trước vì ông Blinken vốn là ứng viên không được nhiều người biết đến. Riêng cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc đó là bà Nikki Haley là đối thủ chính của ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa đã không tham gia cuộc họp kín của tiểu bang Nevada lần này vì nguyên tắc bầu chọn khác thường của tiểu bang Nevada. Trước đó, ông Donald Trump đã chiến thắng hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Iowa và tiểu bang New Hampshire. Ông Trump đã giành được sự ủng hộ của tổng cộng 60 đại biểu. Các ứng viên cần phải giành được sự ủng hộ của ít nhất là 1.215 trong số 2.429 đại biểu của đảng Cộng hòa để trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Một em bé nhỏ mới biết đi ở Maryland đã bị bắn chết cùng với người mẹ bị thương. Cảnh sát cho biết là một cậu bé 3 tuổi đã bị bắn chết ở tại một khu chung cư ở Maryland và cậu của cô bé bị thương nặng. Cảnh sát của quận Prince George xác nhận với Fox 5 rằng vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 35 phút chiều ngày thứ Năm ngay gần chung cư Bedford ở Langley Park thuộc tiểu bang Maryland. Trợ lý của cảnh sát trưởng ở quận hạt Prince George là Vernon Hale cho biết trong một cuộc họp báo rằng các cảnh sát đã có mặt ở hiện trường khi họ nghe thấy tiếng súng nổ ở trong khu vực. khi đến nơi họ thấy một người mẹ và một cậu bé đều bị bắn. các nhân viên y tế nhanh chóng đến đưa cậu bé vào bệnh viện ở địa phương nhưng cậu bé được xác nhận là đã qua đời. người mẹ đã được đưa đến bệnh viện của DC nơi cô đang ở trong tình trạng ổn định với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. ông Hey nói thêm rằng cảnh sát đang sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để tìm ra những cá nhân gây ra tội ác. Trợ lý cảnh sát trường đề nghị cộng đồng đến gặp cảnh sát ngay lập tức nếu như họ biết về bất cứ điều gì liên quan đến vụ giết người này. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện tránh né chủ đề liệu vụ 6 tây tháng 1 năm 2021 có phải là nổi loạn hay không. Sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump xông vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021, các hàng rào đã được dựng lên để bảo vệ cho các tòa nhà xung quanh. Một trong những tòa nhà cần được bảo vệ đó là công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch lớn đối diện với tòa nhà quốc hội, và đó chính là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong các cuộc tranh luận hồi gần đây về những quyết tâm của tiểu bang Colorado nhằm loại ông Donald Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa của tiểu bang này, các thẩm phán đã hỏi rất ít về câu hỏi quan trọng trong vụ án đó là ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 có phải là một cuộc nổi loạn hay không? Thay vào đó, tối cao pháp viện có vẻ sẽ ra phán quyết có lợi cho cựu Tổng thống Trump vì những lý do khác. Qua đó, các thẩm phán sẽ tránh né việc đứng về phía nào trong cuộc một vấn đề gây tranh cãi như thế. Đó là theo nhận định của đài NBC News. Thẩm phán duy nhất trực tiếp đặt ra vấn đề về cuộc nổi dậy, đó là bà Katari Brown Jackson, là một người cấp tiến được Tổng thống Joe Biden đề cử. Bà Jackson đã hỏi luật sư Jonathan Mitchell, đại diện cho cựu Tổng thống Trump, là liệu vị luật sư này có thừa nhận rằng thân chủ của ông đã tham gia vào cuộc nổi dậy hay là không? Ông Mitchell đã phản bác lại nói rằng, cựu Tổng thống Trump không tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể được coi là một vụ nổi loạn. Gia đình có người thân qua đời trong vụ cháy ở đảo Maui được nhận 1.5 triệu Mỹ Kim. Ông George Green là thống đốc của Hawaii, mới đây cho biết là mỗi gia đình bị mất người thân ở trong trận cháy rừng lớn nhất của Hawaii có thể được nhận đến 1 triệu rưỡi từ quỹ bồi thường nạn nhân nếu như họ đồng ý không theo đuổi vụ kiện cáo, theo NBC News đưa tin. Thông báo này được đưa ra vào thời điểm đánh dấu 6 tháng xảy ra vụ cháy rừng Lahaina ở đảo Maui, khiến cho 100 người thiệt mạng và gần như là 10.000 cư dân đã phải đi di tản. Theo chính phủ, hiện nay có khoảng 4.961 người vẫn đang sống ở trong khách sạn. Lần đầu tiên, tiểu bang Hawaii công bố quỹ bồi thường nạn nhân vào tháng 11 và cho biết là quỹ này sẽ vượt quá 150, 150 triệu. Thống đốc Green cho biết quỹ này sẽ mở cho những người nộp đơn vào ngày 1 tháng 3, hiện ở mức là 175 triệu. Tổng đốc Green cho biết là ông đang hối thúc các chủ sở hữu những nhà nghỉ cho thuê ở Maui cho những cư dân là Hawaii bị mất nhà cửa vì trận bão lửa có thể cư trú dài hạn vào mùa hè. Ngoài ra, thống đốc Green cũng đề nghị ân xá thuế cho các chủ sở hữu nhà nghỉ dành cho các cư dân được thuê. Maui County đã áp dụng những ưu đãi về thuế với mục đích tương tự. Ông Richard Bisson, thị trưởng của Maui cho biết, việc thiếu nhà ổn định rõ ràng là nguyên nhân gây ra lo lắng lớn cho những người dân bị mất nhà, đặc biệt là những gia đình có trẻ em. Người dân tại Hoa Kỳ lái xe nhiều kỷ lục trong năm 2023, vượt cả thời trước đại dịch Covid-19. Số lượng xe lưu thông trên các con đường tại Hoa Kỳ vào năm 2023 đã tăng 2.1% lên tới mức 3.263.000 tỷ dặm lập ra một kỷ lục mới hàng năm và đây là lần đầu tiên vượt qua các cấp độ trước thời kỳ COVID-19. Bộ Giao thông Vận tại Hoa Kỳ cho hay, việc người dân tại Hoa Kỳ lái xe nhiều hơn diễn ra khi mà ngày càng có nhiều người Mỹ quay trở lại văn phòng để làm việc, khi mà các công ty và các cơ quan liên bang thúc đẩy nhân sự của họ quay trở lại. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, thì việc lái xe gia tăng cũng do yếu tố giá xăng bán lẻ thấp hơn trong năm 2023. Giá xăng bán lẻ tại Hoa Kỳ năm ngoái trung bình thấp hơn 43 cent cho một galon xăng so với năm 2022. Số trường hợp tử vong trên đường phố tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, thế nhưng nay đã bắt đầu giảm đi với con số là giảm 4.5% trong 9 tháng đầu năm ngoái và số người tử vong vì xe cộ ở con số là 30.435 người. Khi các con đường ở Hoa Kỳ trở nên vắng đi trong thời kỳ đại dịch COVID-19, thì một số tài xế cho rằng cảnh sát ít có khả năng biên giấy phạt, dẫn đến kết quả là có nhiều hành vi nguy hiểm hơn trên đường phố. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Liên bang Hoa Kỳ cho biết như trên. Liên quan đến trận Super Bowl vào Chủ nhật này, thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ cùng với các giới chức ở Las Vegas tuyên bố là trận Super Bowl là một khu vực không được có máy bay không người lái. Trong khi cảnh sát đang truy đuổi và bắt giữ một người đàn ông có liên quan đến vụ máy bay không người lái được phát hiện ở Las Vegas, thì các giới chức địa phương đã gặp gỡ với truyền thông để đưa ra những biện pháp an ninh và tuyên bố rằng Super Bowl là một khu vực cấm máy bay không người lái. Các giới chức mật vụ và Bộ trưởng An ninh Nội địa là ông Alejandro Mayorkas cho biết, không có bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với trận đấu vô địch vào Chủ nhật ở tại sân vận động Allegiant và cam đoan sẽ tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện rất lớn này. Bộ trưởng Nội An chia sẻ lý do khiến cho trận đấu để tranh chức vô địch AFC giữa Baltimore Ravens và Kansas City Chiefs vào ngày 28 tháng 1 trước đó đã phải tạm ngừng do phát hiện ra một máy bay không người lái ở trên sân vận động M&T Bank của Baltimore. Giới chức trách theo dõi chiếc máy bay và đã bắt giữ một người đàn ông Pennsylvania. Spencer Evans, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Las Vegas cho biết, cơ quan của ông đang theo dõi và chia sẻ với những cơ quan khác để điều tra về các mối đe dọa tiềm tàng từ các tác nhân tội phạm hoặc là một quốc gia thù địch nào đó có thể sẽ xảy ra vào đêm chung kết của giải Super Bowl dự kiến đón đến hàng ngàn khách tham gia. Cảnh sát trường của quận Hạt Clark là Kevin McMahill đã lưu ý rằng Las Vegas đã tổ chức một loạt những sự kiện gây chú ý gần đây như là giải đua xe mang tên là công thức một Las Vegas Grand Prix vào tháng 11 cũng như vụ xả súng ở đại học Nevada Las Vegas vào tháng 12, pháo hoa đêm giao thừa đã thu hút hàng trăm ngàn người dân vui chơi ở Las Vegas.